Tới giờ ăn cơm rồi. Bà bà xin chào ông bà cô chú. Xin chào khán nhà nắm. Xin chào khán nhà. Mời ông bà cô chú ăn với con. Đúng rồi, John mời ông bà cô chú ăn với John. Bà bà cứ ăn ngon. Ừ, bữa nay ăn đậu khổ qua nữa cả nhà ơi. Này thịt nè, cái này có thịt xào. Đi với lửa hai. Ngon quá cả nhà ơi. Bữa giờ không ăn nè, bây giờ ăn trở lại nó rồi. Món này là hó thích nhất luôn đó cả nhà. Hả? Mày nói mày thích cái nào nhiều hơn? Thích cái nào? Mày thích đậu khổ qua. Mày bữa mày nói mày thích cái kia. Cái gì? Thích bà kia hả? Ừ, với cái món kia. Cái nào cũng thích hết trơn. Món nào cũng thích hết á. Nó bữa mày ăn con hỏi cái đó mày thích nhất 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 hả? Cười mẹ nói Nè Dân, thịt nè Dân. Nhân mời bà cô chú ăn chung với con chưa? Mời bà cô chú. À sao Dân được có hai cái? Ăn thịt vô. Mình thịt mình xào. Xào hành tây cả nhà. Chắc nó đang ngồi cái xe nó chạy vòng vòng cả nhà. Ngon. Chị hai hả? Chưa cắt cái mắm cho mẹ. Dưa hấu chợ Quýt đi bây giờ nó hạ còn 6 đồng rồi cả nhà. Đẻ vô, cho ăn đẻ vô, cho ăn thịt vô. Wait, just have to see if this. Cái ống nó bự quá vậy nha. Nó màu đen ở trong. Màu đen ở trong. Không sao đâu, cái hộp nó đen không sao. Xôi cả nhà ơi, nó xôi mình bỏ củ qua vô cả nhà. Mẹ ơi, ớt bự cơ sao mày con thấy cái kéo bự. Mình là phía. Ngon cả nhà ơi. Mầm nó củ qua mình ăn thêm vài lần nữa là nó hết củ qua tươi cả nhà ơi, sắp sửa hết hè. Hết củ qua tươi á, nếu mà mình muốn ăn là mình phải mua về rồi xong mình sắc ra rồi xong mình bỏ tủ lá cả nhà. Rồi xong mình chừng nào muốn ăn cái xong rồi bỏ ra là nấu thôi chứ nó không có tươi nữa. Ăn cỡ chừng 2-3 tuần nữa là hết rồi cả nhà. Chừng vài tuần nữa là hết hè. Hết hè nó không có nhập củ qua tươi nữa. Rất là nhiều ớt cơ mà chú ơi. Cảm ơn gái nha. Gái rồi nó cắt ớt cắt miếng nào miếng nấy bự bự tới vậy nè nha. Cái này ha, kiểu này ha, con gái này nó cắt ớt ha, cay lắm luôn cả nhà. Người ta nói ha, đứa nào mà dầm ớt cay là đứa đó dữ lắm á. Ngon quá à. Ăn tôi thấy rồi. Khổ qua này nó đắng lắm cả nhà. Có thấy làm hả? Mày xúc cái gì vậy mẹ ơi? Mày xúc cái gì vậy mẹ ơi? Xúc ta. Ba xương.
Nhưng mà cái chuối này cái dạo rất là ngọt. Chứ không có hột. Không có hột hả? Trời lắng dữ rồi cả nhà. Cái khổ qua chiếc này nó lắng quá trời đắng luôn á. I wanna have black chili. Black chili seeds. Thì không, cái này nó lệ giấy là nó không có hột. Trà cá dai rồi nè, dai ngon. Nắng này cái tập bít hả? Nắng này pizza. 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 Dạ là pizza. 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 Có con tơ sen rồi. Mấy anh ơi. Có sao nó sao đan. Hem kommer att ta sönder det. Vad ska du göra då? Jessica nãy giờ nó ăn đủ thứ đồ, ăn ship, ăn cái gì, ăn tùm lum tà la, bây giờ nó đâu có đói đâu. Không, nó ăn trước ăn ai luôn. Bạn ăn ai à? Bạn ăn trước ai hoài luôn, trước trước hay. Bạn gì? Bạn gì? Bạn ăn trước ăn ai vô video á. Hai bạn nhỏ nhất cho hai. Nhìn ra cái bít ta. Anh ngồi trên xe ảnh chơi một mình á, ảnh không có ra không có gì hết cả nhà. Anh bạn nhỏ. Hả? Thở lại. Undersöker han grundligt nu? Undersöker han grundligt? Hôm qua với bữa nay mưa cả nhà. Chùm nữa rất là nóng luôn cả. John ăn mà mình nói gì với ông bà con chú không? Ngon không? Ngon rồi. Ngon. Dạ ngon. Dạ ngon. Ăn mồ hôi nóng luôn cả nhà. Ăn mồ hôi là xuất mồ hôi luôn á. Chà 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 chà. Dạ, anh cần chỉ cần mấy năm.
ba súp ba. Có xương không phải xương, có hộp. Có hộp trên chậu bà chứ có hộp hay nói xạo. Hồi nãy chị Hai nói nó giấu không có hộp. Nó thấy có cái hộp non non màu trắng, nó nói chào ông bà cô chú có hộp mà chị Hai nói xạo. Nó màu đen. Mẹ cái đó cái đũa. Nhiều cái đũa mà. Cái đũa mà. Cái đũa. Trời ơi nghe sao mà đây bà phim này nè. Mày nói bà con đúng nha, ai nói xạo. Cái lũa nó cắm vô nó nhìn thấy đen đen, nó nói có hộp, nó nói chị Hai nói xạo rồi. Một hồi nó nhìn lại không phải là cái hộp đó. Bà con chú ơi ngồi thẳng ra. Được xin chào nè. Ngồi pin nè. Ngồi lấy ăn ha. Lấy muỗng một khúc đi. Để uống cho ông bà con chú. Nó lấy cho. Video mình quay nãy giờ dài rồi cả nhà ơi. Video mình kết thúc ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chào bà chú. Bye bye. Bye bye bà chú.